Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong vòng 24 giờ qua. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bốc thăm bóng đá SEA Games 31, thầy Park và U23 Việt Nam nhận tin vui. Ông Trần Đức Phấn, Phó trưởng ban tổ chức SEA Games 31 đã ký giấy mời huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Mai Đức Chung dự lễ bốc thăm môn bóng đá đại hội diễn ra vào 10 giờ ngày 6 tháng 4 tại khách sạn Hyatt Regency West tại Hà Nội. Kế hoạch ngày diễn ra bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31 như sau: 10 giờ 15 phút ngày 6 tháng 4 bốc thăm môn futsal nữ, 10 giờ 25 phút bốc thăm futsal nam, 10 giờ 35 bốc thăm bóng đá nữ và 10 giờ 50 phút bốc thăm bóng đá nam. Các quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và Đông Nam Á AFF cũng được mời tham dự lễ bốc thăm này. Lãnh đạo ngành thể thao, ban tổ chức đại hội và huấn luyện viên Park Hang-seo của đội U23 Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội nữ Việt Nam sẽ trực tiếp có mặt tại sự kiện. Một số tuyển thủ nam và nữ Việt Nam cũng sẽ có mặt. Đang cân nhắc sân diễn ra bảng đấu không có tuyển nữ Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, ở môn bóng đá nữ SEA Games 31, đến ngày 2 tháng 4 có 8 nước đăng ký tham dự, gồm đội nữ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Singapore, Campuchia, Lào, Philippines, trừ 3 quốc gia là Malaysia, Brunei và Timor-Leste không đăng ký thi đấu môn bóng đá nữ tại đại hội. Tuy nhiên, ban tổ chức thì vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của 8 nước đã đăng ký sơ bộ. Theo kế hoạch, 8 đội nữ nói trên sẽ chia thành 2 bảng, căn cứ thành tích 2 kỳ SEA Games gần nhất, chia các nhóm hạt giống để bốc thăm vào 2 bảng A và B. Nhóm hạt giống số 1 được xác định là đương kim vô địch SEA Games, đó là tuyển Việt Nam và Thái Lan. Nhóm hạt giống số 2 là tuyển Myanmar, Philippines. Myanmar 2 lần hạng 3 và Philippines 2 lần hạng 4. Các đội bóng còn lại gồm Campuchia, Indonesia, Lào và Singapore vào nhóm 3. Đội chủ nhà Việt Nam mang mã số là A1 thi đấu trận khai mạc. Thái Lan mã số B1. Nhóm 2 sẽ bốc thăm vào mã số A2, B2. Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại. Bóng đá nữ SEA Games 31 khởi tranh vòng bảng từ ngày 9 đến 15 tháng 5 trên sân Cẩm Phả tại bảng A. Có đội nữ Việt Nam thi đấu vào các ngày 9, 11 và 14 tháng 5. Bảng B chưa xác định sân thi đấu vào ngày 10, 13, 15 tháng 5. Bán kết đá vào ngày 18 tháng 5 và chung kết tranh hạng 3 đều vào ngày 21 tháng 5 trên sân Cẩm Phả. Giờ thi đấu thì cũng là 16 giờ trận 1 và 19 giờ trận 2. Sân Việt Trì phải lắp ghế xong vào giữa tháng 4. Ở môn bóng đá nam SEA Games 31 thi đấu từ ngày 6 đến ngày 22 tháng 5 trên 3 sân ở Việt Trì, Phú Thọ, sân Thiên Trường, Nam Định và sân Mỹ Đình, chỉ tổ chức trận tranh huy chương đồng và huy chương vàng. Thông tin thêm về sân Việt Trì thì hiện tại sân này đang lắp ghế ở các khán đài và dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa tháng 4 để phục vụ trận đấu giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 4. Trở lại với thể thức bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31, 10 đội được chia thành 5 nhóm hạt giống dựa trên thành tích ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Đội U23 Việt Nam, chủ nhà SEA Games 31, vô địch ở SEA Games 30 vào năm 2019 và Thái Lan vô địch SEA Games 29 năm 2017 vào nhóm hạt giống số 1. Nhóm 2 gồm Indonesia, Malaysia, mỗi đội 1 lần đoạt huy chương bạc SEA Games. Nhóm 3 Myanmar, Campuchia, mỗi đội 1 lần đoạt huy chương đồng SEA Games. Nhóm 4 gồm Philippines, Singapore, mỗi đội 1 lần, đứng thứ 3 vòng bảng. Nhóm 5 gồm Lào, Timor-Leste, mỗi đội đứng thứ 4 và thứ 5 vòng bảng. Đội chủ nhà U23 Việt Nam mang mã số A1 thi đấu trận khai mạc, Thái Lan mã số B1. Các nhóm còn lại sẽ bốc thăm vào các mã số tương ứng với A2, B2, A3, B3, A4, B4. A5, B5 thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Bảng A sẽ thi đấu tại sân Việt Trì, bảng B tranh tại sân Thiên Trường. Vòng bảng tranh từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 5, trong đó bảng của U23 Việt Nam thi đấu vào các ngày mùng 6, mùng 8, mùng 10, 13, 15 tháng 5 và bảng B tranh vào các ngày mùng 7, mùng 9, 11, 14, 16 tháng 5. Theo mã số bốc thăm thì U23 Việt Nam sẽ nghỉ trận giữa, nghĩa là sẽ không thi đấu vào ngày 10 tháng 5. Một trận bán kết sẽ diễn ra ở sân Việt Trì, Phú Thọ. Trận bán kết còn lại đá sân Thiên Trường, Nam Định đều trong ngày 19 tháng 5. Trận chung kết và tranh hạng 3 thì sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 5 trên sân Mỹ Đình. Các trận sẽ thi đấu theo khung giờ 16 giờ trận 1 và 19 giờ trận 2 đều được truyền hình trực tiếp. Đội tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng chung kết Asian Cup 2023. Vòng chung kết Asian Cup 2023 có 24 đội tham dự, hiện đã xác định được 13 đội, trong đó có đội tuyển Việt Nam. 24 đội sẽ chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành được quyền vào vòng 16 đội. Theo phân loại các nhóm hạt giống ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 2, dựa trên vị trí xếp hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA của UAE, Qatar, Syria, Iraq và Oman. Ngoài đội tuyển Trung Quốc là chủ nhà, thế nên mặc nhiên được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Các đội còn lại thuộc nhóm hạt giống số 1 gồm có Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Ả Rập Xê Út là các đội có vị trí xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á. Các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 và số 2 thì có lợi thế hơn các đội thuộc hai nhóm hạt giống còn lại là nhóm hạt giống số 3 và 4 vì họ có thể tránh được các đội khác nằm cùng nhóm hạt giống với mình. Tuyển Việt Nam đã có khoảng thời gian dài thành công rực rỡ, nhưng ở thì tương lai xa khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo kết thúc hợp đồng, mọi thứ thật mông lung. Quý vị và các bạn thân mến, sau trận hòa đầy cảm xúc trước Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thuyền trưởng tuyển Việt Nam bất ngờ nói đến một điều khiến cho nhiều người cảm thấy cũng đầy tâm trạng. Cụ thể trong phần phát biểu sau trận đấu, ngoài những chia sẻ với hy vọng bóng đá Việt Nam phát triển, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ đặt ra câu hỏi tu từ với chính tương lai của mình sau khi nói rằng không biết 4 năm sau tôi còn ở Việt Nam hay không? Câu hỏi này thực sự không dễ trả lời bởi còn phụ thuộc vào nhiều điều từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Bóng đá Việt Nam cho tới cả thành tích phía trước ở phần thời gian còn lại trong hợp đồng mà chiến lược gia người Hàn Quốc ký với VFF. Tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo là một dấu hỏi lớn, nhưng với tuyển Việt Nam hiện tại, sau 4 năm nữa thì không, thậm chí rất dễ dàng để trả lời. 4 năm nữa có nghĩa là khi World Cup 2026 diễn ra hoặc trước đó một chút sẽ là vòng loại. Tuyển Việt Nam thời điểm đó có thể rất khác so với hiện tại, ít nhất là về lý thuyết, có nghĩa phần lớn đạt độ chín nhất trong sự nghiệp cũng như rất mạnh. Bởi nhìn vào danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 hay được triệu tập gần nhất nhóm cầu thủ vượt ngưỡng 30 tuổi, chỉ có Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, phần còn lại đều ở giai đoạn 27-28 tuổi. Với đội hình đạt độ chín nhất trong sự nghiệp như thế thì nếu không gặp sự cố nào lớn, rất có thể sẽ tiếp tục là nòng cốt của tuyển Việt Nam để tham dự cuộc đua tới World Cup 2026. Lấy mốc World Cup 2026 diễn ra, chiến lược gia người Hàn Quốc bước vào tuổi thất thập nếu không có gì về sức khỏe hay những biến cố khác từ hợp đồng cho tới ý muốn cá nhân. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam tranh tài ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Nhưng để giấc mơ World Cup trở thành hiện thực thì đúng như chiến lược gia người Hàn Quốc đã nói sau trận đấu gặp Nhật Bản là đội tuyển hay bóng đá Việt Nam cần phải tính toán lại từ bây giờ để xây dựng một lộ trình hoàn thiện hơn nhằm hướng đến tương lai tốt đẹp. Những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo nói thực tế không mới và quá đặc biệt khi tất cả đều thấy muốn đến World Cup chẳng đơn thuần dựa vào may mắn mà cần có một nền tảng vững chắc nhất từ hệ thống thi đấu, đào tạo trẻ đến cả mục tiêu. Xác định được như thế thì ngay từ bây giờ, cả huấn luyện viên Park Hang-seo và đặc biệt là VFF cần bắt đầu với kế hoạch chi tiết, cao và xa hơn cho tuyển Việt Nam so với thời điểm trước đó. Cụ thể là với vòng loại World Cup 2022 hay là những năm vừa qua. Nói thế là vì dù gặt hái rất nhiều thành công cũng như đặt nền móng cho bóng đá Việt Nam một cách khác biệt, nhưng dường như là ông thầy người Hàn cũng chỉ nghĩ đến thành tích gần ở đoạn ngắn, thay vì xa như luôn chia sẻ. Nhìn vào thế hệ kế cận cho tuyển Việt Nam chẳng hạn, ở đó vẫn là một khoảng trống mà ông Park chưa làm được, dù có đủ thời gian lẫn đặc quyền suốt 2 nhiệm kỳ đã qua. Vậy nên dù ra đi hay ở lại thì điều cần nhất ở huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này là bắt đầu xây cho bóng đá Việt Nam lộ trình hoặc ít nhất phải mới hơn so với trước đó. Đó mới thiết thực, còn nói thôi thì dễ lắm. Quế Ngọc Hải từ chối sang Thái Lan, mong Quang Hải phá dớp xuất ngoại cho cầu thủ Việt Nam. Trung vệ Quế Ngọc Hải cho rằng V-League có chất lượng chuyên môn tốt ở tầm Đông Nam Á. Nếu xác định xuất ngoại, anh phải đến những nơi có trình độ cao hơn tầm khu vực. Quế Ngọc Hải đã từng chia sẻ trong talk show tối ngày 1 tháng 4 cùng bình luận viên Tạ Biên Cương như sau. Nói thật là trước đây cũng có nhiều lời đề nghị từ nước ngoài, nhưng tôi cũng nhìn nhận vào thực tế của bản thân. Ví dụ như nếu như mình thi đấu ở Thái Lan chẳng hạn, với môi trường Đông Nam Á, tôi nghĩ đã đi nước ngoài thi đấu thì mình nên đến những môi trường tốt để phát triển chuyên môn nhiều hơn nữa. Còn tại Đông Nam Á, chuyên môn ở V-League vẫn rất ổn. Thực sự để đến với những giải đấu như Nhật Bản, Hàn Quốc, thể hình của tôi có lẽ cũng hơi khó để đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở J-League Anh hay là K-League. Vì thế tôi nghĩ mình cứ cố gắng trau dồi, làm tốt ở câu lạc bộ và cố gắng cống hiến nhiều cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì cũng chưa biết được nếu có cơ hội mình có thể thử sức trong 1-2 năm nữa. Trung vệ này nói thêm về việc chui rèn bản thân ở V-League. Khi đối đầu với những tiền đạo ngoại cao to có thể hình tốt hơn, mình cũng phải bổ sung thêm những kỹ năng, phải làm sao đáp ứng với những trận đấu như vậy. Tôi thấy ở V-League các đội bóng đều mong có được tiền đạo ngoại tốt. Khi đó thì trung vệ như mình cũng phải tốt lên để có thể kèm được các bạn ấy. Cũng trong cuộc trò chuyện này, trả lời câu hỏi về việc xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam, Quế Ngọc Hải đưa ra quan điểm về trường hợp của Quang Hải. Trung vệ sinh năm 93 đặt kỳ vọng rất lớn vào người đồng đội của mình ở đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ mình không thể nói xem Quang Hải nên đi đâu, chọn đến đâu thì tốt. Quang Hải là một cầu thủ có kỹ năng tuyệt vời, sinh hoạt chuyên nghiệp, có suy nghĩ và định hướng tốt. Đặc biệt tôi đánh giá rất cao định hướng của Quang Hải. Nếu xuất ngoại, bạn ấy đã có được sự chuẩn bị, suy nghĩ, định hướng tốt rồi. Tôi nghĩ nếu Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, bạn ấy sẽ thành công, qua đó trở thành người tiên phong để mang đến bước đệm tốt cho những tuyển thủ trẻ trong tương lai. Ngoài ra, Quế Ngọc Hải cũng tiết lộ Quang Hải chính là cầu thủ nội mà anh ngại đối đầu nhất tại V-League. Trung vệ của Sông Lam Nghệ An nhận xét, dù Quang Hải không chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng đối đầu với bạn ấy thì luôn rất khó khăn. Quang Hải luôn tạo ra được đột biến ở những đường truyền, cú sút hay tình huống cố định, rồi có khả năng đi bóng cũng rất tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 24 giờ TV. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.